Ngày 27 tháng 11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, đã chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm. Cùng tham dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức triển lãm. Lực lượng tham gia phục vụ khai mạc triển lãm lên đến 2.150 người, trong đó lực lượng bộ đội biên phòng đặc công tiến hành hợp luyện trình diễn huấn luyện quân quyền và biểu diễn võ thuật. Trong phần biểu diễn nghệ thuật, các lực lượng sẽ trình diễn 4 tiết mục gồm Tre Việt Nam do 500 chiến sĩ đặc công trình diễn, 165 chiến sĩ biểu diễn trống, 200 chiến sĩ biểu diễn cờ hội, Việt Nam đất nước con người với liên khúc dân ca ba miền do 200 diễn viên múa chuyên nghiệp và 200 chiến sĩ trình diễn, Việt Nam muôn màu với các ca khúc Hello Việt Nam, Dòng máu Lạc Hồng, Quân đội ta, Quân đội anh hùng do đội múa súng Đoàn nghi lễ quân đội cùng tốp ca nam nữ, tốp múa và 200 chiến sĩ trình diễn, Khát vọng hòa bình kết nối năm châu gồm các ca khúc Khát vọng hòa bình, Hell the World do 200 diễn viên múa, 600 chiến sĩ đặc công, 200 chiến sĩ trình diễn. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, tại lễ khai mạc sẽ có màn bay chào mừng của lực lượng không quân với số lượng máy bay Su-30 MK2 và trực thăng nhiều hơn so với triển lãm năm 2022. Lễ khai mạc triển lãm sẽ lan tỏa thông điệp Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển. Thì điểm nhấn của triển lãm đó là lễ khai mạc triển lãm vào 9 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 2024. Theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, đề nghị ban tổ chức chỉ đạo các tiểu ban, các cơ quan đơn vị, các đồng chí tiếp tục tổ chức tập luyện và hoàn chỉnh theo kịch bản để làm sao mà chúng ta là thuần thục, phối hợp chặt chẽ, hành động chuyên nghiệp và đảm bảo mỹ thuật, trang nghiêm, trọng thị cho cái lễ triển lãm thành công tốt đẹp. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng vẫn tổ chức tập luyện chặt chẽ với tinh thần quyết tâm cao. Tham gia phục vụ triển lãm là vinh dự đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ. Trước khi đơn vị mình lên đây hợp luyện thì ở đơn vị trường là có huấn luyện rất là thời gian cũng khá là dài và cũng có cho làm quen với âm thanh nên là lên đây gặp âm thanh cũng không có gì lạ mà chó vẫn làm tốt, vẫn ổn. Thứ nhất là khi nhận được nhiệm vụ của cấp trên giao thì về cái tổ nội dung giáo viên chúng tôi đã xây dựng một cái nội dung chương trình nó phù hợp đối với cái chương trình ngành trong cái ngày lễ triển lãm quốc phòng quốc tế 2024 này. Cho con người là một cái đòi hỏi về bạn có bản lĩnh chính trị vững vàng, hay nữa là yên tâm xác định cái nhiệm vụ trung tâm chính trị của đất nước trước bạn bè quốc tế là một trong những vụ quan trọng. Huấn luyện ngày, huấn luyện đêm để đưa những cái nội dung nào nó thuần thục tinh hoa nhất của bộ đội đặc công để biểu diễn trước bạn bè quốc tế. Tính đến thời điểm này, đã có 53 đoàn từ 36 quốc gia vùng lãnh thổ đăng ký tham gia triển lãm. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của quân đội và đất nước, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.